xin chào mọi người. Ngày hôm nay Quang và Thủy đã quay lại với mọi người. Ngày hôm nay là Thủy là người sẽ cùng với mọi người đưa ra những cái bài tập hướng dẫn cho mọi người. Và ngày hôm nay là một bài tập giảm mỡ toàn thân nhá. Bạn chỉ cần trải thảm và tập luyện của chúng tôi. Bây giờ thử ngay nào. Ok, xin chào mọi người. Thủy đã quay trở lại với mọi người đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với những bài tập bụng giảm mỡ toàn thân, giảm mỡ cho mọi người. Nào, động tác đầu tiên nào. Nâng cao gối của mình lên. Chạy. Thôi khỏi cái mỡ. Hôm nay chúng ta sẽ làm run room 30 giây. Tập vào 10 giây nghỉ nhá. Đó. Chạy đi. Ok. Rút gối thật cao. Nào, tiếp tục nhá. Tay chúng ta sẽ đưa về phía trước. Chém, được rồi. Mỡ theo phương ngang, chém luôn. Ok, 1, 2. Bước chân sang này, tay này, mở ra. Ăn thêm cho phần trên trên. Gối chúng ta sẽ hơi trùng một chút nhá. Đó. Lên nào. Đây, toàn là những bài dễ thôi. Thề là bài dễ luôn. Không khó tí nào luôn. Tập biết ngay. Follow theo video. Toàn bài dễ luôn. Cứ tập là giảm, cứ tập là đẹp. Ok. Nào, này. Tiếp nhá. Vẫn là chém nào. Các bé mỡ đâu rồi? Xuất hiện nào. Chém mỡ này. Đồng thời đá chân lên. Đấy. Như một câu nguyện thề. Chém mỡ, đá mỡ đi. Làm sao đẹp thì thôi. Được chưa nào? Cứ tập theo video. Bạn đang cần hỗ trợ thì hãy để lại thông tin cho team Fit You hỗ trợ cho bạn nhé. Ấn cái nút quả chuông ở dưới. Ấn cái nút quả chuông ở dưới. Đó. Rất nhiều các bài tập đang chờ đón mọi người. Rồi. Nào, tay của mọi người đâu? Nắm lại. Hai chân mở rộng. Chúng ta chuẩn bị, chúng ta sẽ nhảy và đẩy tay ở chân mình xa nhất. 1, 2, 3. Đúng không? Rất dễ. Với những ai mà người mới, chúng ta chỉ cần kiễng chân như thế này thôi cho Thủy được. Được chưa? Đẩy tay sang hai phía. Ok. Đó. Nào, đây không phải người mới tập thôi anh. Lại bỏ em à? Có ai như thế không? Không chơi ăn gian thế nhá. Ok. Tiếp luôn nào. Nó sẽ xoay mặt về hướng này. Tay giơ lên cao nào. Đó. Và rút cái gối của chúng ta đi lên, kéo tay xuống. 1, 2, 3, 4. Đó. Duy trì như thế hết 30 giây. Đó. Hơi trùng cái gối phía trong của chúng ta xuống nhá. Đó. Tập đi. Tập đi mới khỏe được. Tập đi mới đẹp được. Không thể trông chờ vào ăn cái gì, uống cái gì mà nó đẹp luôn được đâu. Nó chỉ có một thời gian ngắn cho mọi người thôi. Chứ muốn khỏe đẹp lâu dài thì mình cần có một thói quen tập luyện và ăn uống nhá. Ok. Nào, chúng ta đổi bên nhá. Chân vừa tập lại ra phía sau nào. Nào. Rút cái tay xuống. Rút cái tay xuống. Nâng cái gối cao lên. Hít thở đều lên mọi người. Cố lên nào. Một nửa thời gian rồi. Đừng bỏ cuộc. Các huấn luyện viên đang tập với chúng ta này. Ai mệt quá, bao lại. Hít thở vài giây và tiếp tục tập nhá. Mình có thể tập theo cái tốc độ của mình. Chuẩn bị đấm sang hai bên nha mọi người. Bài tập toàn những lời thề là đánh xa, đấm bê mỡ đi xa. Tôi không muốn gần mỡ đâu, tôi muốn khỏe mạnh. Lâu quá rồi, chúng ta ở với nhau rồi. Bây giờ chán rồi, bây giờ muốn đẹp rồi, bây giờ muốn gọt body rồi. Mông cong, bụng phẳng, người đẹp đến với những bộ váy sexy hơn, với những bộ quần áo bó sát hơn. Tôi muốn thế, thế nên là tôi đang tập đây. Rồi, tiếp tục nha. Nào,
Bây giờ động tác chốt lại luôn này. Bắt đi nha mọi người. Đi xuống nào. Bật ra phía sau. Lên. Nhảy cao. Bật ra sau. Lên. Nhảy cao. Ui, người mới này. Lại có một người mới xuất hiện này. Thế là anh ấy chỉnh kiễng gót chân và anh ấy đứng yên. Nào, nhảy đi nào. Cố lên. Đứng ngay như thế. Ăn dán có mức luôn. Một cái cuối cùng nào. Bật cao hơn nha mọi người. Lại nào. Rồi, chúng ta vừa đi được một phần bài tập rồi. Mọi người cảm nhận bài tập như thế nào? Bài tập có căng quá với mọi người không? Hay dễ quá mọi người? Tất cả những cái bình luận này hãy để dưới cho chúng tôi biết nhá. Để chúng tôi có thể ra những cái video hay hơn, đạt được mục tiêu của bạn mong muốn hơn. Và mục tiêu của bạn là gì? Hãy để lại những cái comment, bình luận ở dưới, để lại mong muốn của bạn như thế nào, hoặc là đăng ký khóa cốt cùng với Thủy, cùng với Quang, cùng với Team Fit You để chúng mình hỗ trợ bạn đến với body của bạn nhá. Bây giờ chúng ta quay trở lại luyện tập nào. Giảm mỡ toàn thân, giảm mỡ cho mọi người. Nào, động tác đầu tiên nào. Nâng cao gối của mình lên. Chạy. Thoát khỏi cái mỡ. Hôm nay chúng ta sẽ làm run room 30 giây. Tập và 10 giây nghỉ nhá. Đó. Lên mọi người. Chạy đi. Ok. Rút gối thật cao. Nào, tiếp tục nhá. Tay chúng ta sẽ đưa về phía trước. Nào. Đấy. Chém. Úi giời. Mỡ theo phương ngang, chém luôn. Ok. 1 2 Bước chân sang này. Tay này. Mở ra. Mở ra. Ăn thêm cho phần thân trên. Gối chúng ta sẽ hơi trùng một chút nhá. Đó. Lên nào. Đây toàn là những bài dễ thôi. Thế là bài dễ luôn. Không khó tí nào luôn. Tập biết ngay. Follow theo Fit You. Toàn bài dễ thôi. Cứ tập là giảm. Cứ tập là đẹp. Ok. Nào. Này. Tiếp nhá. Vẫn là chém nào. Các bé mỡ đâu rồi? Xuất hiện nào. Chém mỡ này. Tầm thường, đá chân lên. Đấy. Như một câu nguyện thề. Chém mỡ. Đá mỡ đi. Làm sao đẹp thì thôi. Được chưa nào? Cứ tập theo video. Bạn đang cần hỗ trợ. Thế thì hãy để lại thông tin cho Team Fit You hỗ trợ cho bạn nhá. Ấn cái nút quả chuông ở dưới. Ấn cái nút quả chuông ở dưới. Đó. Rất nhiều các bài tập đang chờ đón mọi người. Rồi. Nào, tay của mọi người đâu? Nắm lại, nắm lại. Hai chân mở rộng. Chúng ta chuẩn bị, chúng ta sẽ nhảy ra. Đẩy tay ở chân mình xa nhất. 1 2 3. Đúng không? Rất dễ. Với những ai mà người mới, chúng ta chỉ cần kiễng chân như thế này thôi cho Thủy được. Được chưa? Đẩy tay sang hai phía. Ok. Đó. Nào, đây không phải người mới tập thôi anh. Lại bỏ em à? Có ai như thế không? Không trơn gian thế nhá. Ok. Tiếp luôn nào. Tớ sẽ xoay mặt về hướng này. Tay giơ lên cao nào. Đó. Và rút cái gối của chúng ta đi lên, kéo tay xuống. 1 2 3 4. Đó. Duy trì như thế hết 30 giây. Đó, hơi trùng cái gối phía trong của chúng ta xuống nhá. Đó. Tập đi. Tập đi mới khỏe được. Tập đi mới đẹp được. Không thể trông chờ vào ăn cái gì, uống cái gì mà nó đẹp luôn được đâu. Nó chỉ có một thời gian ngắn cho mọi người thôi. Chứ muốn khỏe đẹp lâu dài thì mình cần có một thói quen tập luyện và ăn uống nhá. Ok. Nào, chúng ta đổi bên nhá. Chân vừa tập lại ra phía sau nào. Nào. Rút cái tay xuống. Rút cái tay xuống. Nâng cái gối cao lên. Hít thở đều lên mọi người. Cố lên nào. Một nửa thời gian rồi. Đừng bỏ cuộc. Các huấn luyện viên đang tập với chúng ta này. Ai mệt quá, bao lại. Hít thở vài giây. Và tiếp tục tập nhá. Mình có thể tập theo cái tốc độ của mình. Ai.
chuẩn bị đấm sang hai bên nhé mọi người. Bài tập toàn những lời thề là đánh xa, đấm mê mỡ đi xa. Tôi không muốn gần mỡ đâu, tôi muốn khỏe mạnh. Lâu quá rồi, chúng ta ở với nhau rồi. Bây giờ chán rồi, bây giờ muốn đẹp rồi, bây giờ muốn gọt body rồi. Mông cong, bụng phẳng, người đẹp đến với những bộ váy sexy hơn, với những bộ quần áo bó sát hơn. Tôi muốn thế, thế nên là tôi đang tập đây. Rồi, tiếp tục nha, tiếp tục nha. Nào, bây giờ động tác chốt lại luôn này. Bắt đi nha mọi người, đi xuống nào, bật ra phía sau, lên, nhảy cao, bật ra sau, lên, nhảy cao. Ui, người mới này, lại có một người mới xuất hiện này. Thế là anh ấy chỉnh kiễng gót chân và anh ấy đứng yên. Nào, nhảy đi nào, cố lên, đứng ngay như thế, ăn dán có mức luôn. Một cái cuối cùng nào, bật cao hơn nhé mọi người. Lại nào. Wow, chúng ta vừa hoàn thành bài tập ngày hôm nay rồi. Một bài tập giảm mỡ toàn thân, giúp mọi người gọt mỡ, đẽo body, đạt được mục tiêu về thân hình của mình, thanh mảnh hơn, thon gọn hơn. Mọi người hãy nhớ là ấn cái nút quả chuông ở dưới, ấn cái nút quả chuông ở dưới, bởi vì chúng mình có rất nhiều các bài tập về phần thân trên, phần tay, thân mông, tất cả mọi thứ đều có ở kênh Fit You. Hãy follow theo chúng tôi và nhớ đăng ký khóa học cùng với Fit You để chúng mình có thể gặp nhau nhiều hơn, có những cái chế độ ăn uống khoa học, healthy hơn, chế độ luyện tập dành riêng cho bạn. Nói chung là đăng ký đi. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.